Đây, 7 màu, rất là nhiều màu luôn. Rất là nhiều màu luôn anh ạ. Đực cái đều có hết rất là nhiều nha. Đây, tròn. Rất là thích luôn. Nhau ăn luôn. Ngựa lắm luôn. Đầy đủ các màu luôn anh em. Đấy. Rất là nhiều màu. Đủ các kiểu. Thì các con đực có anh em nha. Đây. Anh em có thể xem. Rất là nhiều luôn. Nó ra ăn rất là nhiều. Đẻ rất là khỏe luôn anh em nha. Đẻ rất là khỏe luôn, rất là nhiều luôn, đúng không? Anh em có thể nuôi các chỗ bé tí cũng được. Nói chung là cứ có nước liên tục là ok. Chậu này thì ít hơn chậu kia anh ạ. Chậu này chắc chỉ có tầm 100 con thôi. Đây, tầm chậu này nữa. Tầm này thì có ít hơn. Chợ nào cũng có luôn. Chợ này cũng có một ít này. Rất là nhiều. Đây. Đây là bẫy chính này. Đây em nha, bể chính này rất là nhiều luôn. Bể này toàn cá cái rồi. Cá đực vớt hết ra ngoài. Chỉ có một ít cá đực ở đây rồi, còn đâu toàn cá cái. Đèn xì bụng chưa to đùng luôn. Đây em thấy. Đấy có một số cá đực cơ. Bể này rất nhỏ.